Clickbuy đồng hành cùng video này, đặt trước iPhone 13 chính hãng nhận quà cực sốc, tổng ưu đãi lên tới 12 triệu đồng, tặng gói bảo hành kim cương tới 3 triệu đồng, hỗ trợ thu cũ đổi mới, giảm giá lên đời sản phẩm cực sốc. Truy cập ngay clickbuy.com.vn để nhận tư vấn miễn phí. Chào mừng anh em đã quay trở lại, và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Nokia chuẩn bị ra smartphone 5G giá chỉ 3 triệu đồng. Sắp tới sẽ có thêm một chiếc điện thoại Nokia 5G giá phải chăng được tung ra thị trường. Đó là Nokia G300 5G. Thiết bị sẽ dùng chip Snapdragon 480 giống như là Nokia G50, Nokia X10 và Nokia X20. Dự kiến thì Nokia G300 có màn hình LCD 6,57 inch với độ phân giải là 720x1600 pixel, tỷ lệ khung hình là 20:9. Phía sau là thiết lập 3 camera bao gồm camera chính là 16 megapixel, camera góc siêu rộng là 5 megapixel và cảm biến độ sâu 2 megapixel. Phía trước là camera selfie 8 megapixel. Ngoài ra thì điện thoại 5G còn có pin là 4470 mAh, đủ dùng trong cả ngày. Chưa rõ có hỗ trợ sạc nhanh hay không. Nokia G300 5G sẽ chạy hệ điều hành Android 11 đi kèm với bộ nhớ trong là 64GB, có hỗ trợ mở rộng thông qua thẻ nhớ microSD, tối đa là 1TB. Hiện vẫn chưa rõ là mức giá của Nokia G300, nhưng chúng có thể dao động từ $140, tức khoảng 3 triệu đồng. Mọi thứ sẽ được công bố chính thức tại sự kiện ngày 6 tháng 10 sắp tới của HMD. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay. Galaxy S22 Ultra gây thất vọng dù chưa ra mắt. Galaxy S22 series được đồn là sẽ bao gồm ít nhất 3 phiên bản, trong đó thì bản cao cấp nhất có thể có khe cắm S Pen chuyên dụng và các yếu tố thiết kế giống dòng Note. Các hình ảnh render mới được chia sẻ gần đây mô tả những gì có thể là Galaxy S22 Ultra, tạm bỏ các phần hứa hẹn sang một bên, chẳng hạn như là khe cắm S Pen và khung kim loại sang trọng. Có thể nói rằng là hầu hết chúng ta đều ghét phần thiết kế của cụm camera. Theo quan điểm của Sam Mobile, một trang tin thân cận của Samsung đã phải thốt lên như vậy. Các bản render không chính thức của Galaxy S22 và Galaxy S22 Cộng cho thấy hai phiên bản này sẽ tinh chỉnh thiết kế cụm camera hiện có đã xuất hiện trên dòng Galaxy S21. Mặt khác thì thiết kế cụm camera trên Galaxy S22 Ultra dường như sẽ lùi một bước với thiết kế kém hiện đại hơn, không bao quanh góc trên bên trái của điện thoại. Thay vào đó thì những rò rỉ ban đầu cho thấy cụm của Galaxy S22 Ultra trông giống như được Samsung gắn vào mặt sau, thậm chí còn có một phần lồi hẳn ra ngoài. Thiết kế này đã lỗi thời và được áp dụng trên những sản phẩm của Samsung vài năm trước. Samsung đã dùng nhiều ngôn ngữ thiết kế khác nhau trong những năm qua, nhưng công ty đã đạt được thiết kế có thể nói là tuyệt vời khi mà trình làng dòng Galaxy S21 vào đầu năm nay. Ngôn ngữ thiết kế mới đã được tinh chỉnh và có vẻ là chỉn chu hơn bất kỳ ngôn ngữ thiết kế nào trước đó. Giả sử rằng các hình ảnh render của Galaxy S22 Ultra bị rò rỉ là chính xác, thì Samsung dường như đã đánh mất sự tự tin từ các quyết định thiết kế trước đây của mình. Nói chung thì Galaxy S21 Ultra có một trong những thiết kế cụm camera tốt nhất trong nhiều năm qua. Chỉ vài tháng nữa là đến sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo. Thật đáng lo lắng là nếu Samsung làm hỏng thiết kế đó một lần nữa. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Google hướng dẫn cách biến iPhone 13 thành điện thoại Android. Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng ít nhất thì hãng công nghệ thuộc top đầu thế giới như Google lại tin rằng đó là cách đúng đắn. Trong một bài đăng blog với tiêu đề là Bring the best of Google to your iPhone 13, Google đã chia sẻ những mẹo tùy chỉnh để giúp trải nghiệm dịch vụ của mình trên những chiếc iPhone mới tốt hơn. Nhưng khi mà anh em đọc qua hết thì có thể nói vui rằng đây chính là những cách để Android hóa màn hình Home của iPhone. Theo Google thì bạn sẽ không bao giờ cần rời khỏi màn hình Home để bắt kịp những thông tin mới nhất bằng cách kết hợp các widget Google Photo, Google Feed, Google Maps và YouTube Music với các app Google News, Gmail trên màn hình Home. Còn nếu có một ngày làm việc bận rộn thì các widget Google Calendar, Gmail và Google Drive nằm giữa màn hình sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung. Bắt đầu năm học mới thì các widget Google Tasks, Google Calendar, Google và các app Google Classroom hoặc là YouTube sẽ được lựa chọn kết hợp. Mẹo tiếp theo là quản lý các ứng dụng Google ưa thích bằng Smart Stacks. Dùng cách này để giữ màn hình Home ít bị phân tán hơn bằng cách là gom các widget cùng kích thước vào Smart Stacks. Thao tác kéo thả widget tương tự như kéo thả app để tạo folder. Mẹo cuối cùng nêu ra các lợi ích khi mà Chrome trở thành trình duyệt mặc định như là đồng bộ chéo giữa các thiết bị dùng Chrome. Các tính năng bảo mật sẽ chạy trong nền để giúp người dùng an toàn và khả năng tích hợp với Spotlight để mang đến các kết quả người dùng đang tìm kiếm. Nhìn chung thì theo Google, những anh em fanboy 20 năm của Android sẽ phần nào cảm thấy đỡ nhớ nhà khi mà làm theo họ chỉ dẫn trên thế hệ iPhone 13.
Mà thực sự thì cũng chẳng thể hiểu nổi là đã là fan cứng Android thì đem 30 triệu mua chiếc iPhone mới để làm gì không biết. Và vậy thôi, trên đây thì cũng đã là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.